AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Chào các em, rất vui lại được đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Cô là Phương Thảo, giáo viên môn ngữ văn. Các em thân mến, cô biết rằng trong số những em học sinh đang ngồi đây, có những bạn thì đã nắm chắc được những kiến thức trọng tâm để phục vụ cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi. Thế nhưng, cũng có không ít những bạn mà gần như là kem hỏng kiến thức của phần này. Thực ra thì trong cuộc sống, nhớ và quên là những cái điều hết sức bình thường. Bởi vì là khối óc của chúng ta có hạn. Có thể là những cái bạn học sinh của cô, phần nhiều những cái bạn đấy dành thời gian đầu tư công sức cho những cái môn toán lý hóa để phục vụ cho nguyện vọng thi vào ban tự nhiên, mà vô tình các bạn ấy quên đi môn văn của cô. Thế nhưng các em cần đặc biệt chú ý cho cô, văn lại là một trong những cái môn quan trọng mà bắt buộc để cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Chính vì thế, để mà đạt được xét tốt nghiệp này, xa hơn là xét tuyển đại học vào những ngôi trường mình mong muốn, thì các em phải đạt được một số điểm nhất định cho môn văn. Vì vậy các em đừng lo lắng nhé, bởi vì cô sẽ mang đến cho các em một chuỗi series với mục tiêu là làm sao mà với cái khoảng thời gian bỏ ra ít nhất, công sức bỏ ra ít nhất, làm sao để tiết kiệm được tối đa thời gian và công sức mà các em vẫn có thể đạt được mục đích của mình, sẽ đạt được ít nhất là 5 điểm trở lên đối với những bạn mà có nguyện vọng thi vào ban tự nhiên và văn để xét tốt nghiệp. Và đặc biệt, chuỗi series của cô sẽ giúp củng cố sâu hơn những cái kiến thức cho những cái bạn mà đã gần như nắm chắc được những cái kiến thức trọng tâm của môn văn để đạt 8 điểm trở lên, phục vụ xét tuyển vào những ngôi trường, vào ban xã hội mà mình mong muốn nhé. Các em hãy cùng cô bước vào bài học để nhận thấy tầm quan trọng của cái phần đọc hiểu trong đề thi ngày hôm nay. Cô sẽ nói về phần đọc hiểu. Nó chiếm 3 điểm ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thế nhưng nếu như mà các em chỉ cần cẩn thận thôi và nắm chắc được những kiến thức mà cô truyền đạt cho các em, thế thì 3 điểm đấy sẽ vô cùng dễ dàng. Chúng ta hãy cùng cô bước vào bài học đầu tiên của cái chuỗi series ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đó chính là phong cách ngôn ngữ. Thế thì ở trên lớp, các thầy cô đã dùng những cái tiết rất là dài để mà dạy cho các em hiểu về phong cách ngôn ngữ đúng không nào? Thế nhưng bây giờ cô sẽ giúp các em tổng hợp lại một cái cách ngắn gọn để các em nhớ được những kiến thức quan trọng. Và chúng ta hãy cố gắng là vẽ sơ đồ tư duy hoặc là nốt lại bằng một cách nào đó mà dễ hiểu và thuận tiện nhất cho chúng ta, để mà chúng ta có thể dễ dàng mở ra và xem lại ôn tập cho kỳ thi nhé. Thế thì chúng ta hãy cùng cô nhắc lại xem, trước hết phong cách ngôn ngữ là gì nhỉ? Các em hãy nghe này, phong cách hay nó là gì nhỉ? Đã gọi là phong cách đúng không? Thế thì nó sẽ là sự diễn đạt này, hay là cái cách thức đúng không? Sự diễn đạt bằng hai dạng nói và viết, có thể được quy về một số kiểu nhất định, hay là cách thức này. Toàn bộ những đặc điểm về cách thức diễn đạt tạo thành kiểu diễn đạt ở một số loại văn bản nhất định. Nói về khái niệm thì có thể là nó dài dòng và khó nhớ đúng không? Nhưng các em chỉ cần hiểu cho cô là gì? Phong cách có nghĩa là cách diễn đạt, có nghĩa là cách thức. Nó tồn tại ở dạng nói và viết, và nó được ghi chép vào trong văn bản, được chưa nào? Thế và chúng ta có những loại phong cách ngôn ngữ nào nhỉ? Các em hãy cùng nhắc lại với cô xem nào. Chúng ta có 6 phong cách ngôn ngữ, và các em đã nhớ ra được chưa? Chúng ta nhìn này, để mà nói về từng phong cách ngôn ngữ, có thể là có bạn sẽ nhớ phong cách này, quên phong cách kia, hoặc là nhớ mang máng đúng không? Thế nhưng mà nếu như chúng ta chỉ cần nắm vững được các khái niệm này và tìm được ví dụ gần gũi đời thường dễ nhớ thì sẽ không hề có khó khăn đối với các em đâu, đúng không nào?
Vậy các em hãy đến với cô này. Đầu tiên đó chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Tiếp theo đó chính là phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, phong cách ngôn ngữ báo chí, và cuối cùng là phong cách ngôn ngữ chính luận. 6 phong cách ngôn ngữ này, các em hãy nhớ tên cho cô nhé, và nhớ rõ được những cái khái niệm của nó một cách rất là đơn giản thôi, và áp nó vào những cái ví dụ thì các em sẽ nhớ và không bao giờ quên và nhầm lẫn được đâu, được không nào? Thế và chúng ta sẽ đi lần lượt tổng ôn lại 6 cái thằng này nhé. Đầu tiên chúng ta đến với phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. À thế sinh hoạt là gì nhỉ? Sinh hoạt thì các em cần hiểu nó chính là những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày, và nó dùng để trao đổi cái thông tin, ý nghĩ, tình cảm, tư tưởng. Thế và nó là văn bản, phong cách sinh hoạt nhá. Nó là nói về lời ăn tiếng nói hàng ngày đúng không? Cho nên là ngôn từ của nó thì vừa gần gũi này, vừa thân quen, đời thường mà nhiều khi có phần sùm xã và thân mật nữa. Các em có thể lấy một cái ví dụ rất đời thường. Ví dụ như là hai bạn A và B ngồi nói chuyện với nhau ở quán trà sữa đúng không? Bạn A mới nói rằng là: "Ê mày ơi, ngày mai lớp mình có học sinh mới đấy." Thế thì anh B này mới nói là: "Thế á, nam hay nữ đấy? À thế nếu mà nữ thì có xinh không? À thế có dễ gần không? Có chơi, có vui tính không?" Đó, nó chỉ là những cái hỏi bình thường thôi đúng không? Hỏi đáp bình thường, cái câu chuyện bình thường hàng ngày. Thì nó chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Chúng ta thấy đơn giản đúng không nào? Các em có thể thấy cho cô này, đối với phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thì nó sẽ có tính cụ thể này. Cụ thể ở không gian này, thời gian này, bối cảnh giao tiếp rất là rõ ràng đúng không? Và nó có tính cá thể nữa. Tính cá thể đấy hiện lên là ở cái giới tính này, rồi là cái đặc điểm của tính cách này, rồi là qua cái câu chuyện đấy chúng ta có thể thấy được cái mối quan hệ thân thiết của người nói với cả người nghe ra sao đúng không? Rồi là cái tính cách ví dụ như là dịu dàng này, hay là chua ngoa vân vân. Hay đặc biệt là có tính cảm xúc nữa, bởi vì là nó dùng để trao đổi thông tin, tư tưởng, ý nghĩa với nhau mà, đúng không nào? Thế thì bây giờ các em hãy cùng cô đi vào một cái ví dụ cụ thể trong một cái văn bản nhé. Các em nhìn cho cô này. À buổi trưa tại khu tập thể X thì hai bạn Lan và Hùng gọi bạn Hương đi học. "Hương ơi, đi học đi." Thế và thấy bạn Hương vẫn im lặng, thế là hai bạn này mới gào lên này: "Hương ơi, đi học đi. Hương ơi, đi học đi." Thế rồi có bác hàng xóm quát này: "Gì mà ầm lên thế chúng mày, không cho ai ngủ ngáy nữa à?" Và lại có một tiếng nói khác ôn tồn hơn: "Các cháu ơi, khẽ chứ, để cho bác ngủ trưa với." Thế thì các em sẽ thấy ở cái văn bản này, nó là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, bởi vì nó có địa điểm cụ thể này, có không gian là cái khu tập thể X đúng không? Thời gian cụ thể là vào buổi trưa. Và đặc biệt là có nội dung của câu chuyện, đó là bạn Hương, bạn Lan và bạn Hùng gọi bạn Hương đi học. Và có tiếng của một bác hàng xóm quát là: "Gì mà ầm ầm lên thế chúng mày, để không để cho ai ngủ ngáy nữa à?" Và cũng có tiếng của một người đàn ông khác thì khẽ khàng hơn đúng không? "Các cháu ơi, khẽ chứ, để cho bác ngủ trưa với." Và đặc biệt không chỉ có địa điểm, thời gian rõ ràng, nội dung rõ ràng, chúng ta còn có cái ngôn ngữ nó gần gũi với đời sống hàng ngày. Ngôn ngữ bạn Lan và bạn Hùng gọi Hương này: "Hương ơi này, cô đã in đậm này." Và đặc biệt là nó còn có những cái ngôn từ xuồng xã này: "Chúng mày" đúng không? Đó, chúng ta thấy có những cái đặc điểm như thế này, nó chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nhé. Các em hãy cùng cô đi tiếp đến một ví dụ nữa. Các em nhìn này,
Đây chính là một đoạn trích trong nhật ký của Đặng Thùy Trâm. Ngày 19 tháng 5 năm 1970, được thư mẹ: "Mẹ của con ơi, mỗi dòng chữ, mỗi lời nói của mẹ thâm nặng yêu thương, như những dòng máu chảy về trái tim khao khát nhớ thương của con. Ôi, có ai hiểu lòng có nao ước được về sống giữa gia đình, dù chỉ giây lát đến mức nào không? Con vẫn hiểu điều đó từ lúc bước chân lên chiếc ô tô đưa con vào con đường bom đạn." Thế thì nhìn lên cái đoạn nhật ký này, chúng ta sẽ thấy có cái tính cụ thể ở ngày tháng năm viết nhật ký này, đúng không nào? Có tính cá thể và tính cảm xúc. Chúng ta thấy đây là những cái trang nhật ký đầy cảm xúc. Chúng ta thấy hiện lên là một cái vị nữ bác sĩ rất là nhớ thương, mong từng ngày được trở về, được sống giữa lòng gia đình, nhưng vẫn quyết tâm chọn cái con đường, lên chiếc ô tô, đưa con vào cái nơi đầy bom đạn. Đó. À, thế vừa rồi cô đã cùng các em đi phân tích những cái ví dụ để chứng minh được nó là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Thế nhưng bây giờ cô sẽ đưa ra cho các em những cái dấu hiệu mà đảm bảo 100% là các bạn nhìn vào đây, nó có những cái dấu hiệu này thì auto là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt mà không phải nghĩ ngợi nữa nhé. Các em nhìn cho cô này, nó là những cuộc trò chuyện đúng không? À, hai người nói với nhau này, nhiều người nói với nhau này, bố nói với con này, bạn bè nói với nhau này, nói về những câu chuyện thế này thế kia đúng không? Rồi, trong nhật ký này, chúng ta viết nhật ký, ngày xưa các em cũng từng viết nhật ký rồi đúng không? Nó cũng chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Rồi là trong thư từ, à, ngày buồn tháng nhớ năm thương, anh nhớ em dạt dào, anh thương em nhiều lắm, đúng không? Em có khỏe không? Có nhớ anh không? Đó, vậy thì tất tần tật cứ ba cái đặc điểm này, trò chuyện, nhật ký, thư từ, thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nhé. Chúng ta cùng với cô bước đến một phong cách ngôn ngữ tiếp theo nhé. Các em hãy nhìn cho cô ví dụ này. À, đây là một ví dụ được trích trong sách hóa học nâng cao lớp 12. Cellulose là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước, ngay cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen. Các em sẽ thấy này, à, cellulose này, lại còn ete, benzen này, nó là những cái ngôn từ rất là hàn lâm khoa học. Nó mang tính trừu tượng, tính logic và tính khách quan. Nó phi cá thể và không có cảm xúc ở đây nhá. Nó rất là có phần là khô khan đi, đại loại là hàn lâm và khoa học đúng không nào? Hay là một ví dụ tiếp này. Định nghĩa: vector là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ ra điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. Thế và cái này thì trích ở trong sách hình học 10 nâng cao. Các em có thể thấy là ở ví dụ trước về cellulose trong sách hóa học, ví dụ sau là về định nghĩa vector. Hai ví dụ này đều có những ngôn từ khoa học hàn lâm, nó có tính logic và không có tính cảm xúc. Thế thì đến đây chúng ta đã đoán được ra đấy là phong cách ngôn ngữ gì chưa nhỉ? Để mà rõ hơn thì cô và các em cùng đi đến một ví dụ tiếp theo nữa, mà dù cô biết là có nhiều mà đã đoán ra được rồi. Ví dụ tiếp theo này, nó nói về một cái ở trong sách sinh học nhé. Trên cơ thể người có những cái cơ quan thoái hóa, tức là di tích của những cơ quan xưa kia khá phát triển ở động vật có xương sống. Ruột thừa là vết tích ruột thịt đã phát triển ở động vật ăn cỏ. Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt là dấu vết mi mắt thứ 3 ở bò sát và chim. Mấu lồi ở mép vành tai phía trên của người là di tích đầu nhọn của vành tai thú. Các em sẽ thấy này, một cái thì trong sách hóa học này, một cái trong sách toán này, một cái trong sách sinh học. Và ba cái đều có điểm chung là cái tính trừu tượng, tính logic
và tính khách quan phi cá thể. Vậy thì đây chắc chắn là phong cách ngôn ngữ khoa học rồi. Được chưa nào? Đó, các em chỉ cần thấy nó là cái phong cách này dùng trong cái lĩnh vực khoa học, có những ngôn từ hàn lâm và nói về những cái định nghĩa các thứ mà nó phải được trích trong những cái văn bản khoa học, và cái ngôn ngữ của nó thì phải chính xác và logic. Với ba cái đặc điểm như thế này, trừu tượng, logic, khách quan, đúng không nào? Thì chắc chắn là khoa học. À, các em chú ý cho cô này, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thì nó được trích ở trong những cái văn bản và với cái lối nói hàng ngày, đúng không? Chính vì thế nên là ngôn từ của nó gần gũi đời thường. Thế nhưng mà riêng đối với phong cách ngôn ngữ khoa học thì nó sẽ được trích ở trong những cái văn bản khoa học. Chính vì thế nên nó có ngôn ngữ phải chính xác và logic, và đặc biệt là không có cảm xúc giống như phong cách ngôn ngữ sinh hoạt được. Đó là hai cái đặc điểm rõ ràng để các em có thể phân biệt được giữa phong cách sinh hoạt mà chúng ta vừa học đối với phong cách ngôn ngữ khoa học nhé. Và nhớ cho cô ba cái đặc điểm này. Nhìn nó có ba cái đặc điểm này thì chắc chắn là phong cách ngôn ngữ khoa học này. Chỉ cần là những cái văn bản tồn tại ở trong sách giáo khoa của chúng ta, những cái định nghĩa, những cái khái niệm, đúng không? Những cái quy ước ra sao. Và trong phổ cập kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu thì chắc chắn rồi. Đây, độ tin cậy, thang đo một số hàm ý, đại loại là những cái nó rất là hàn lâm ấy. Cứ hàn lâm, cứ logic, cứ trừu tượng, các em sẽ đi đưa vào ngay, đó chính là khoa học. Được chưa nào? Đó. Và chúng ta hãy cùng cô đi đến với một phong cách ngôn ngữ tiếp theo nhé. Các em nhìn lên trên bảng cho cô này, thì ở đây chính là một cái mẫu đơn xin việc, đúng không? Nó có quốc hiệu này, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc này. Có tên của đơn này, có kính gửi ai, cơ quan, đoàn thể này. Có tên của người làm đơn này, ngày tháng năm sinh này, địa chỉ này, chứng minh thư nhân dân này. Thế và trình bày lý do là hiện nay thì tôi đang làm ở công ty A, nhưng vì một số lý do cá nhân tôi muốn tìm một công việc khác phù hợp với năng lực của bản thân. Và chính vì thế mà theo cái nhu cầu tuyển dụng của công ty, tôi làm đơn này xin được ứng tuyển. Thế và nếu như mà trúng tuyển thì tôi cam đoan là sẽ hoàn thành tốt công việc được giao và thực hiện tốt những cái chính sách cũng như cái quy định mà công ty đã đề ra. Thế và cuối cùng có Hà Nội ngày tháng năm, có người làm đơn ký và ghi rõ họ tên như vậy. Đó, mẫu đơn đúng không? Thế thì đây là phong cách ngôn ngữ gì nhỉ? Các em thử nhớ lại xem nào. À, đây chính là phong cách ngôn ngữ hành chính. Các em sẽ thấy là bởi vì nhá, phong cách ngôn ngữ hành chính ấy, nó là thể hiện sự giao tiếp giữa nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với nhà nước, giữa các cơ quan đoàn thể với nhau, hay là giữa nước này với nước khác, dựa trên cái cơ sở pháp lý. Chính vì là giữa dân với nhà nước, giữa nhà nước với dân, mà lại trên cơ sở pháp lý như vậy, nên nó có tính khuôn mẫu này, nó thể hiện ở những cái văn bản, đúng không? Chính xác luôn, tính minh xác, đặc biệt ở đây này nó còn có tính minh xác rất là cao. Và có tính công vụ nữa, bởi vì giao tiếp giữa nhà nước và dân mà, đúng không nào? Thế và các em chú ý cho cô, chỉ cần nó xuất hiện ở trong những cái văn bản pháp luật, hiến pháp này, các cái bộ luật tố tụng hình sự các thứ, hoặc là những cái bằng cấp chứng nhận, có thể là bằng lái xe này, chứng chỉ học nghề này, chứng chỉ sư phạm các thứ, đơn xin nghỉ học này, đơn xin điều chuyển công tác này, rồi là những cái đơn từ kiến nghị lên cấp trên, đúng không? Rồi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn các thứ, vân vân vân, tất tần tật những cái đấy thì chính là phong cách ngôn ngữ hành chính. Các em hãy chú ý lên bảng
trên bảng xuất hiện một cái đoạn thơ rất là nhỏ xinh. Các em hãy cùng cô đọc cái đoạn thơ này nhé. Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ, mà ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rực bướm vàng bay. Chúng ta sẽ thấy đây chính là đoạn trích trong bài Quê hương. Hai cái này nó là những cái câu mà rất quen thuộc trong tuổi thơ của chúng ta rồi. Các em có thể thấy ở đây chúng ta có tính hình tượng này. Hình tượng ở chỗ là quê hương đúng không? Người ta liên tưởng tới hình ảnh chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, rồi là đường đi học, con về rực bướm vàng bay. Và nó có tính truyền cảm, đầy cảm xúc, đúng không nào? Nó có tính cá thể, thể hiện được cái phong cách ngôn ngữ này, nó thể hiện phong cách sáng tác của tác giả. Nhờ cái tính cá thể chúng ta thấy, ví dụ như là Đỗ Trung Quân thì khác, mà Hoàng Diệu thì khác, Xuân Diệu thì khác, Xuân Quỳnh thì có một cái phong cách sáng tác khác. Được chưa nào? Đó. Hay một ví dụ tiếp theo này. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh ngay cả khi chết đi rồi. Thì chúng ta cũng thấy rõ ở đây nó có tính hình tượng đúng không? Tình yêu này, hình tượng này, ngừng đập khi cuộc đời không còn, và biết yêu anh ngay cả khi chết đi rồi. Cái cảm xúc dạt dào trong tình yêu đúng không? Và có tính cá thể. Nhờ những cái câu thơ này chúng ta sẽ thấy được phong cách sáng tác của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Một cái người con gái với cái hồn thơ hồn hậu, một trái tim da diết yêu thương, và có nhiều những cái xúc cảm trong tình yêu. Và tóm lại các em nhớ cho cô này, đã là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nhá, thì nó sẽ sử dụng trong các cái sáng tác văn chương, và không có giới hạn về đối tượng này, không gian và thời gian giao tiếp. Nó có ba cái đặc điểm này: rất là hình tượng này, cảm xúc này, và tính cá thể. Ví dụ nhá, bây giờ cô nói là thơ ca đúng không? Có dấu hiệu thơ ca thì sẽ là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Ví dụ như cái bài mà Không phải lạc vừa giang đúng không? Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng đúng không? Một ca sĩ rất nhiều mà các em hâm mộ. Thế thì nó cũng là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nhá. Những bài thơ Sóng này, bài thơ Nhớ rừng này, rồi là Vội vàng vân vân, hay là Chuyện ký tiểu thuyết này, Bên nhau trọn đời này, rồi là Mãi mãi là bao xa này, rồi là kịch Số đỏ tiểu thuyết này, kịch Hồn chương 3 ra hàng thịt đúng không? Đó. Tất tần tật xuất hiện ở trong những cái tác phẩm như thế này, tác phẩm văn học như này, thì là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Được không nhỉ? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một ví dụ tiếp theo. Các em chú ý lên bảng nhé. Chúng ta cùng nhìn lên trên bảng này. Đây là một cái đoạn được trích ở trong báo Dân Trí nhé. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên hôm nay 29 tháng 3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Các em thấy là bây giờ không khí ngoài trời nó đang nóng dần lên rồi. Độ ẩm rất là cao, thời tiết nó có vẻ khó chịu rồi đúng không? Vừa ẩm vừa nóng. Trở lại với bài thì chúng ta thấy là đây là một cái tin tức về thời tiết ở trong báo Dân Trí này. Hay là một ví dụ nữa này, cái này lại theo VN Express. Chúng ta thấy này, Nga bắt đầu chiến dịch
tiêm chủng COVID-19 vào tháng 12 năm 2020. Và ngày 22 tháng 3 thì ông Putin thông báo 4,3 triệu trên tổng số 144 triệu người Nga đã tiêm 2 mũi vaccine. Và đến nay, Nga ghi nhận hơn 4,5 triệu ca COVID-19. Tổng thống Putin hy vọng Nga sẽ đạt miễn dịch cộng đồng và dỡ bỏ các quy định hạn chế vào cuối mùa hè năm 2021. Các em thấy đây là tin tức đúng không? Bây giờ dịch COVID-19 thì với cái diễn biến khó lường, chúng ta không thể nào mà đoán trước được, mà chúng ta chỉ có thể là học cách chung sống với dịch mà thôi. Chính vì thế nên các em hãy tự bảo vệ bản thân mình, tăng cường cho mình cái sức đề kháng cơ thể này, luyện tập thể dục thể thao này, ăn uống nhiều vitamin C vào này, uống nhiều nước nhé, đeo khẩu trang khi mà đi ra nơi đông người và hạn chế tiếp xúc nhé. Và bây giờ thì người ta đang triển khai cái tiêm vaccine để phòng COVID-19. Thế thì khi mà cái vaccine này nó phổ biến thì các em hãy đến các cái cơ sở y tế uy tín để tiêm, để có những cái miễn dịch cho bản thân mình. À, thế trở lại, các em đã nói được cho cô là cái ví dụ trước này, đó, về thông tin về thời tiết, và một cái là thông tin về tình hình. Ông Putin hy vọng Nga sẽ đạt miễn dịch cộng đồng các thứ, có các quy định hạn chế vào cuối mùa hè được dỡ bỏ, đúng không? Thế là phong cách gì nhỉ? Chính xác nó là phong cách ngôn ngữ báo chí. Các em có thể thấy này, khi mà các em thấy xuất hiện những cái tên báo, nó là ngôn ngữ dùng trong lĩnh vực báo chí để mà thông tin những cái thông tin trong nước này, hay là thông tin quốc tế này, nó phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy cái nhận thức xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Thế và đã là ngôn ngữ báo chí nhé, chúng ta quan tâm cho cô cái tính thông tin đúng không? À, các em cần phải biết là ngày hôm nay thời tiết nhiệt độ ra sao, nắng mưa như thế nào để chuẩn bị được trang phục phù hợp, đúng không nào? Và ra đường chúng ta nhớ là mang áo chống nắng hay là áo mưa. Chính vì thế nên thông tin nó phải chính xác. À, thông tin về dịch COVID-19 diễn biến ra sao, có bao nhiêu người mắc phải, hay là những người ở vùng nào đang cách ly, để mọi người còn biết mà phòng tránh, đúng không? Và đã là cái tính thông tin rồi, quan trọng ở tính chính xác rồi, nên nó không bay bổng như phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, và cũng không quá hàn lâm như phong cách ngôn ngữ khoa học, mà nó đề cao tính ngắn gọn, dễ hiểu hơn phong cách ngôn ngữ khoa học, không bay bổng như phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, mà ngắn gọn, chính xác. Và quan trọng nhất ở đây là, quan trọng nhất là gì nhỉ? Tính thông tin. Được chưa nào? À, nếu mà nói về phong cách ngôn ngữ báo chí, các em chú ý cho cô những cái đặc trưng sau. Chỉ cần là nó xuất hiện ở trong bản tin, ví dụ bản tin phòng chống dịch COVID-19, hay là xuất hiện ở phóng sự này, rồi xuất hiện ở những cái cuộc phỏng vấn, thì nó ghi lại đúng không? Với những cái ngôn ngữ minh xác cao này, tính chính xác ngắn gọn cao, tính thông tin, thì chắc chắn là ngôn ngữ báo chí nhé. Cuối cùng, các em hãy đi đến với cho cô cái ví dụ sau để suy nghĩ xem nó là phong cách ngôn ngữ nào. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Và trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Và đây chính là trích trong tuyên ngôn độc lập của Bác. Các em sẽ thấy này, từ những cái tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, rồi trích dẫn ở bản tuyên ngôn của Mỹ năm 1776, rồi từ đó Bác có một lập luận như thế này, Bác suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là gì? Tất cả các dân tộc trên thế giới thì đều sinh ra có quyền bình đẳng.
chúng ta sẽ thấy nó rất là lập luận logic. Tiếp theo một ví dụ nữa này, trích trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác: bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo này, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, và không có gươm thì dùng quốc thủ gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Các em thấy này, những cái lời lẽ, những cái rất là đanh thép, hùng hồn đúng không? Chứng cứ xác thực, rồi là những cái lời kêu gọi, Bác kêu gọi cái nhiệm vụ toàn dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Thế thì chúng ta thấy này, công khai về quan điểm chính trị đúng không? Từ cái bản tuyên ngôn này mà của thế giới nhá, của Mỹ, mà suy rộng ra về quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam cũng như tất cả các dân tộc khác trên thế giới đúng không? Rồi là cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kêu gọi nhiệm vụ của toàn dân Việt Nam đứng lên đánh giặc. Rõ ràng về quan điểm chính trị của Hồ Chủ tịch như vậy, và đặc biệt chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận, có lập luận, dẫn chứng lý lẽ để mà suy ra này, truyền cảm, và đặc biệt là phải thuyết phục người khác, vì mục đích của cái văn bản chính luận viết ra là đưa ra những lý lẽ dẫn chứng thuyết phục và nhằm thuyết phục người ta làm theo cái lý lẽ đúng đắn đấy. Thế thì các em sẽ nhận thấy được đây chính là đặc trưng, cái đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận. Nó nêu lên quan điểm của người viết này, nó là cái phong cách mà thường được dùng trong cái lĩnh vực chính trị xã hội, không phải là dùng trong đời sống hàng ngày nhá, cũng không quá hàn lâm như khoa học, mà nó thể hiện cái quan điểm của người viết, nó kêu gọi cái này cái kia, được chưa nào? Đó là phong cách ngôn ngữ chính luận. Giống như khi mà chúng ta viết những cái bài văn nghị luận xã hội, chúng ta cũng dùng phong cách này để kêu gọi, để nhằm chứng minh, nhằm thuyết phục người ta đồng tình với cái ý kiến của mình. Đó. Và các em chú ý cho cô này, chỉ cần là nó xuất hiện ở trong những cái thứ như ở tuyên ngôn này, rồi là những cái xã luận hoặc lời kêu gọi, hoặc những cái bình luận thời sự, thì chắc chắn là phong cách ngôn ngữ chính luận đúng không nào? Thế và chúng ta nhớ cho cô này, chúng ta đã cùng nhau học 6 phong cách ngôn ngữ quan trọng rồi. Thế nhưng có 3 phong cách ngôn ngữ đặc biệt mà đề thi thì gần như năm nào nó cũng sẽ hỏi xoay quanh 3 phong cách này. Chúng ta nhớ cho cô đó là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật này, phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận. À, những phong cách kia thì các em có thể quên, nhưng tuyệt đối là 3 cái phong cách này: nghệ thuật, báo chí và chính luận, thì các em đặc biệt ghi nhớ cho cô nhé. Các em hãy tìm một cách nào đó vẽ cái sơ đồ tư duy, hoặc là nốt lại những cái đặc trưng khiến cho chúng ta nhớ về những phong cách này để chúng ta làm bài và không mất điểm nhé. À, cô sẽ đưa ra một vài cái ví dụ để giúp chúng ta phân biệt rõ hơn về 3 cái phong cách ngôn ngữ quan trọng mà cô vừa đưa ra, mà đề thi thì năm nào gần như là cũng hỏi. Các em nhìn cho cô này, trên bảng nó chính là trích ở trong bài Vì sao của Xuân Diệu: làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Cô hãy là nơi mấy khóm dừa, dầm chân trong nước đứng say sưa, để tôi là kẻ qua sa mạc, tạm lánh hè gay thế cũng vừa. Thế thì thơ ca đúng không? Đã thơ ca này, có tên tác phẩm này, lại còn có tên tác giả này, rồi có hình tượng, có cảm xúc về tình yêu, đố ai cắt nghĩa được chữ yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Thế thì chắc chắn nó chính là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta hãy đến với ví dụ tiếp theo nhé. À, chúng ta nhìn lên trên bảng này,
người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia, khuôn mặt trẻ đẹp chìm vào những miền xa nào. Đứa bé đang lẫm chẫm muốn chạy lên, hai chân nó cứ ném về phía trước, bàn tay hoa hoa điệu múa kỳ lạ. Và cái miệng nhỏ líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có. Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống. Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia? Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết. À, bà cụ lưng còng tựa trên cánh tay anh, lướt từng bước, bước từng bước run rẩy. Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu nếp nhăn đan vào nhau. Mỗi nếp nhăn chứa đựng bao nỗi cực nhọc, gắng gỏi một đời. Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi qua những thử thách. Cái này trích trong Tia Nắng của Nguyễn Đình Thi. À, nhìn lên đây thì các em thấy này, nó có vẻ gì đấy rất là cảm xúc này, à, có vẻ gì đấy nó lại như kiểu là chính luận ấy. Nó hơi kiểu như là chính luận kiểu dạng như là nói về nơi dựa trong cuộc đời của con người ấy. Thì ví dụ như là bà cụ này, thì là bà cụ bước không vững gắng gỏi một đời lại chính là nơi dựa cho cái anh chiến sĩ kia nhìn về mẹ, nhớ và yêu mẹ để mà gắng bước qua những thử thách. Nó có vẻ gì đấy lập luận đúng không? Thế nhưng mà các em suy nghĩ cho cô này, nó mặc dù là có tính lập luận nhá, nhưng mà nó là thơ ca, lại còn có tên của tác phẩm, tác giả. Vì thế nên nếu người ta hỏi phong cách ngôn ngữ chính thì các em vẫn phải nói đây là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nhé, không phải là phong cách ngôn ngữ chính luận đâu. Nếu như người ta có hỏi các phong cách ngôn ngữ thì các em mới được kể ra là chính luận. Còn nếu như hỏi là phong cách ngôn ngữ chính thì đây nó vẫn là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Được chưa nào? Tiếp theo này, chúng ta thấy một ví dụ nữa này. Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Và dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Và trích trong bức thư của Tổng thống gửi thầy giáo của con trai. Kem suy nghĩ cho cô xem đây là phong cách ngôn ngữ gì? À, là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật? Hay là phong cách ngôn ngữ gì? Hay là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? À, chúng ta thấy này, xin thầy này, xin hãy, xin dạy, điệp cấu trúc đúng không? Rồi có cảm xúc. Nó là nghệ thuật à? Không nha. Các em chú ý cho cô là không phải là nghệ thuật, mà chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt mới là đúng nha. Bởi vì đây là xuất hiện ở trong lá thư. Cô đã nói rồi, nó ở trong nhật ký này, thư từ này, hay là câu chuyện hàng ngày, thì chắc chắn là phong cách chính ở đây phải là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nhé. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta chủ yếu là dựa vào những cái dấu hiệu nhận biết để chúng ta nhận biết được nó là phong cách ngôn ngữ nào là chính. Tiếp theo này, chúng ta thấy một ví dụ này. Việc tự học sẽ giúp con người hiểu vấn đề một cách sâu sắc, giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác. Và những người có tinh thần tự học sẽ chủ động suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, nghiên cứu và nắm được bản chất của vấn đề. Khi chúng ta tự học thì chúng ta đã tự học chắc được lý thuyết này, chúng ta biết chủ động luyện tập thực hành, giúp ta có thể nhanh chóng hình thành kỹ năng, ghi nhớ kiến thức rất là tốt. Và có rất nhiều những cái danh nhân thì đã thành nhân tài của đất nước từ việc họ tự học, như là Lương Thế Vinh này, Mạc Đĩnh Chi này, Hồ Chí Minh. Đây là những người có sự kiên trì trong quá trình tự học và là những cái tấm gương sáng mà chúng ta cần nói theo. Thế thì chúng ta thấy này, nói về việc tự học này,
nói về tác dụng của việc tự học này, dẫn ra những cái tấm gương, và chốt lại ý cuối cùng là bảo chúng ta là hãy noi theo và tự học đi. Thế thì đây là phong cách ngôn ngữ gì? Đúng không nào? Cô biết là nhiều bạn đã đoán đúng rồi đấy. Nó chính là phong cách ngôn ngữ chính luận. Thế thì chúng ta nhìn ví dụ tiếp theo này. Theo kết quả khảo sát gần đây của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì có đến 65,4% sinh viên năm thứ nhất tại một số trường đại học chưa hiểu hết về mục đích, ý nghĩa của ngành mình học. 50,8% không biết học xong sẽ làm việc gì và nơi nào sẽ tuyển dụng họ. Khi được hỏi về mức độ thỏa mãn với nghề đã chọn, thì có đến 75,6% sinh viên cho biết là họ ít thỏa mãn với cách sự lựa chọn của mình. Vào học rồi mới biết mình không hợp. 32,4% sinh viên muốn được thi lại vào năm sau. Và nó lại còn trích trong cái sinh viên, 3/4 sinh viên chọn nhầm ngành học đúng không? Theo Nhã Anh và theo tờ Petrotime năm 2013. Chúng ta sẽ thấy này, ở ví dụ trước thì cung cấp những cái lợi ích của việc tự học này, đưa ra những cái dẫn chứng về những cái tấm gương sáng thành công nhờ tự học. Rồi cuối cùng là ý là kêu gọi chúng ta hãy tự học. Thế nhưng đến đây, nó chỉ đơn thuần đưa ra thông tin về việc khảo sát, về việc lựa chọn ngành học và theo một cái tờ báo nào đó, chứ nó không phân tích sâu và cũng không đưa ra cái ý kiến của mình rõ ràng. Tức là cũng có nêu một vài cái quan điểm nhưng nó mờ nhạt đúng không? Và cũng không có cái thái độ cứng kiểu kêu gọi chúng ta thế này thế kia. Thế thì đây là phong cách ngôn ngữ gì? Nó là phong cách ngôn ngữ báo chí nhé. Các em chú ý về phong cách ngôn ngữ chính, có nhiều bạn sẽ nhầm lẫn giữa báo chí và nghị luận. Thế thì cô đã làm một cái bảng, chúng ta chú ý lên đây và phân tích cho cô để khi mà làm bài thi thì không để mất điểm nếu mà khi mà phân vân giữa báo chí và nghị luận nhé. Các em nhìn cho cô cái ví dụ tiếp theo này. Nó nói về việc gì? Dân số Việt Nam thì đứng thứ 15 trên thế giới. Hiện tổng ca nhiễm Covid-19 thì đứng thứ 173. Nhưng tính theo tỷ lệ ca nhiễm trên số dân thì là thứ 213 trên 219 quốc gia. Vùng lãnh thổ này, đặc biệt nhá, chi phí chống dịch của Việt Nam thì rất thấp và số lượng mẫu xét nghiệm trên số dân của Việt Nam đứng thứ 176 so với các nước trên thế giới. Và nói rằng là chúng ta phải kiên trì các cái nguyên tắc này, chiến dịch chống dịch từ những cái ngày đầu. Trong từng thời kỳ thì chiến thuật thì phải thay đổi linh hoạt, như chiến lược 5 bước: ngăn chặn này, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị thì không thay đổi. Chúng ta thấy này, lại còn theo một tờ báo. Thế vậy thì đây là phong cách ngôn ngữ gì? Nó là báo chí nhá. Nó cung cấp chủ yếu là thông tin này, được chưa nào? Chủ yếu mang tính cung cấp thông tin, như vậy nó là báo chí. Em chú ý cho cô nhìn lên bảng này. Nhìn vào đây thì 100% các em sẽ không thể chọn sai được rồi. Em thấy này, chính luận nhá, nó đậm đặc cái mùi nghị luận xã hội. À, những cái tấm gương này sáng này dẫn chứng ra sao, chúng ta nên làm như thế đi. Hoặc ví dụ những tấm gương người tốt việc tốt, kêu gọi cả cộng đồng hãy tốt đi, rồi là không được xa lánh kỳ thị với người nhiễm HIV bởi vì thế này thế kia, chúng ta rồi là kêu gọi mọi người hiến máu vân 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 vân, hay là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến các thứ. Nó có những cái hệ thống luận điểm rất là chặt chẽ, thái độ rất cứng, kêu gọi phê phán lên án đúng không? Thế nhưng đối với phong cách ngôn ngữ báo chí thì nó chỉ đơn thuần chủ yếu là cung cấp cho chúng ta thông tin. Ví dụ thông tin về tỷ lệ người nhiễm Covid-19 này, thông tin về thời tiết này, thông tin về bất kỳ một vấn đề nào đó. Và nó có cái quan điểm thái độ không? Có thể là vẫn có bày tỏ trong đó. Nhưng mà
người viết này, tác giả thì bày tỏ thái độ một cách ít ỏi, mờ nhạt, chủ yếu là quan trọng về thông tin thôi, được chưa nào? Vậy chúng ta đặc biệt chú ý nhé. Nếu là phong cách ngôn ngữ chính luận thì phải đậm đặc mùi nghị luận xã hội, thái độ cứng. Còn phong cách ngôn ngữ báo chí thì đơn thuần là cung cấp thông tin, thái độ thì mờ nhạt. Thế thì chúng ta đã cùng nhau đi qua 6 phong cách ngôn ngữ rồi. Bây giờ chốt lại cho cô, để mà phân biệt 6 phong cách ngôn ngữ này, các em hãy nhớ cho cô. Nhìn lại này, các em chú ý cho cô này, với những cái phong cách ngôn ngữ mà chúng ta vừa học, bây giờ chúng ta hãy cùng nhớ lại, chốt lại ở cuối, xem là tóm lại là chúng ta phải nhớ những cái gì để mà nhìn vào mà viết được luôn, đấy là phong cách ngôn ngữ gì nhé. Các em chú ý cho cô này, đầu tiên nhá, đối với phong cách ngôn ngữ sinh hoạt mà chúng ta học ở đầu tiên này, nó là những cái tin nhắn này, những cái cuộc trò chuyện, những cái thư từ, nhật ký. Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, anh nhớ em nhiều lắm, anh thương em vô ngần này. Rồi là, cậu ơi, mai cậu có đi học không? Tớ đang suy nghĩ đã, xem là thời tiết nó mưa hay nắng đã. Tớ cũng nghĩ vậy đấy, nếu mà mai mà mưa thì có khi tớ lại nghỉ. Đó, nó rất đơn giản là những cái câu chuyện, lời ăn tiếng nói hàng ngày đúng không? Thì là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Tiếp theo, đó là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng MTV này. Hay là sóng bắt đầu từ đâu đúng không? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau, em cũng không biết nữa. Hay là đố ai cắt nghĩa được chữ yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Đó chính là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Chúng ta thấy tiếp theo này, về phong cách ngôn ngữ khoa học này, nó xuất hiện ở trong sách giáo khoa của chúng ta này, trong những cái phổ cập kiến thức và đặc biệt là những nghiên cứu chuyên sâu. Cellulose là gì đúng không? Rồi là trái đất thì chuyển động như thế nào này, rồi là ruột thừa, ruột thịt các thứ, rồi là những khái niệm định nghĩa về vector này, hình vuông là gì này, hình tròn là gì này, chứng minh hình vuông này, rồi là hình không gian, vân vân. Tất cả những cái thứ mang tính khoa học này, ngôn ngữ hàn lâm, tính trừu tượng, và nó xuất hiện ở trong 3 cái thể loại này, thì em chọn ngay cho cô, đó là phong cách ngôn ngữ khoa học nhé. Tiếp theo này, về phong cách ngôn ngữ chính luận, em sẽ thấy là nó xuất hiện ở trong các bài tuyên ngôn dân ta phải được độc lập, các bài xã luận hay lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Phong cách ngôn ngữ chính luận thì kêu gọi người ta phải làm thế này, nên làm thế kia, đồng tình với cái quan điểm này và nên làm thế này thế kia theo ý của tác giả. Đó, thì chính là phong cách ngôn ngữ chính luận. Tiếp theo này, phong cách ngôn ngữ báo chí, chúng ta chỉ cần quan tâm, đã gọi là đọc báo đúng không? Thì nó chỉ cần quan tâm đến tính thông tin thôi. Vì vậy nó xuất hiện ở trong những cái bản tin này, những cái phóng sự, những cái cuộc phỏng vấn và những cái bình luận thời sự. Và đặc biệt chú ý hai anh chính luận và hai anh báo chí khác nhau như thế nào thì cô đã vừa phân biệt cho các em rồi đúng không nào? Anh chính luận thì quan tâm đến tính quan điểm nhiều hơn này, còn anh báo chí thì quan tâm đến tính thông tin nhiều hơn, được không nào? Cuối cùng là anh hành chính. Anh này có lẽ là nó độc nhất mà nó khác biệt nhất so với những anh còn lại các em ạ. Bởi vì nó là những cái đơn từ, những cái văn bằng, những cái chứng chỉ, đơn xin nghỉ học này, đơn xin được điều chuyển công tác này, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn này, bằng tốt nghiệp đại học này, bằng tốt nghiệp cấp 3 này, vân vân. Đó, đơn từ kiến nghị của dân lên trên nhà nước, đơn khiếu nại, thì đó chính là anh hành chính nhé.
Các em chú ý nhớ và nắm rõ cho cô, nhớ tên này, nhớ khái niệm, gắn nó với một ví dụ đời thường là các em sẽ nhớ ngay được những cái phong cách ngôn ngữ này thôi. Cùng cô nhắc lại nào. Đầu tiên là sinh hoạt này, nghệ thuật này, khoa học này, hành chính này, chính luận này và cuối cùng là báo chí nhé. Các em chú ý cho cô, nhớ cho cô ba phong cách quan trọng mà đề thi hỏi đúng không? Đó chính là nghệ thuật, báo chí và chính luận nhé. Thế thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em từ đầu buổi học đến giờ. Các em hãy về nhà luyện tập và ghi nhớ lại cho cô những phong cách ngôn ngữ quan trọng để mà đạt được kỳ thi với cái số điểm mình mong muốn nhé. Và qua cái bài vừa rồi, cô hy vọng được rằng là bây giờ chúng ta đã tự tin hơn khi mà nhận diện được các phong cách ngôn ngữ rồi, đúng không nào? Cuối cùng thì cô xin chúc tất cả các em học sinh thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Chúc các em học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em trong những cái bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.